quý vị, những người khán giả, luôn những cái tràng pháo tay của quý vị là luôn luôn nuôi nấng cái tinh thần cho người nghệ sĩ. Là khi quý vị mà vỗ tay từ sáng đầu hưu chưa ăn cái gì nha, mà vẫn hát được nhiều.
thích mơ.